Sony có hẳn một cái khu vực riêng cho cái khu vực trải nghiệm sản phẩm nghe nhìn của họ. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có những cái TV 4K mới nhất của họ và có cả cái máy chơi game PS4 đây, tức là đó là cái máy này được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Và các bạn thấy là cái hệ thống sao 3 đó. Điện thoại thì bây giờ chỉ chiếm một cái phần nhỏ trong cái hệ thống của Sony thôi. Các bạn thấy là những cái Xperia để vài cái lên thôi, xung quanh đó là Smart Band Talk là loa di động. Rồi tiếp theo là một cái bàn để các bạn có thể trải nghiệm những cái tai nghe của Sony, những cái tai nghe Hi-Res Audio. Thì Sony là một cái thương hiệu rất là lớn trong cái lĩnh vực âm thanh cũng như là tai nghe. Các bạn thấy là tai nghe này, máy nghe nhạc này, những cái âm ly cho tai nghe, âm ly thiết bị di động nè. Đó. Và phía sau thì còn rất là nhiều thứ khác, những cái phụ kiện khác mang thương hiệu của Sony. Đó. Chúng ta thấy là máy nghe nhạc, rồi có cả smartwatch nè. Rồi tai nghe Bluetooth nè, có cả cái tai nghe rất là đắt tiền đây như là cái XPA Z5 giá tới 14 triệu này. Đó. Và những cái loa di động rất là dễ thương, cũng như là kể cả game cho máy PS4.